ngư dân phát hiện thi thể đàn ông nổi trên biển. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc ngư dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên vùng biển Bình Châu. Đồng thời, cơ quan công an phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân trên. Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, một ngư dân khi đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Bình Châu, cách bờ khoảng 6 hải lý thì phát hiện tử thi là nam giới đang nổi trên mặt biển. Lúc này, ngư dân cùng một số người đi biển khác đưa tử thi vào bờ, báo sự việc đến cơ quan công an. Qua khám nghiệm, xác định nam giới tử vong có độ tuổi từ 25 đến 35, chiều cao 1m67, đặc điểm nhận dạng mang áo thun trắng cộc tay, quần jean dài màu đen, tại vị trí vùng ngực trái có in chữ Hello FM và hình con chó. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc thông báo nếu ai là thân nhân của tử thi có đặc điểm như trên hoặc biết tung tích, liên hệ đơn vị qua số điện thoại 02543 874 113 hoặc 0383 558 707.